Cười si à. Này, anh em chuẩn bị xem một cái kèo gọi là địt con mẹ kỹ năng sinh tồn được thể hiện và sử dụng như nào này. Em xem một cái kèo mình ăn hành như nào này. Kèo này mới đậm chất là để phải tính nhân văn này. Đéo phải rồi, đi với Vega rồi. Kèo này phải tập trung rồi, tí nữa thì đi phải đéo tập trung vào để ăn lồn tất. Surprise, motherfucker. Đi coi mẹ. Giật mình, gaming. Giật mình gaming. Đi coi mẹ đối phương thật là một pha đi coi mẹ nhảy sang bất ngờ khiến cho Singum Brosi đi coi mẹ giật mình mặc dù anh ta rất lạnh lùng. Đi coi mẹ mày. Hãy đợi đợi đi coi mẹ thù này phải trả. Dừng lại đó, anh ta vừa mất đi một lọ máu và mất đi một khoảng máu rất là lớn. Cho cái kiểu để phải farm lính trong trụ của anh ta. Mèo Barbie đang tấn công lên vì có Kha'Zix ở đây. Và Singum đang chờ có ulti của mình hồi lại để có thể cường hóa sức mạnh của mình nhân 3. Có pha lăn lên và lăn xuống. Có pha cầu máu nhưng mà đeo cầu máu được đến từ đi mẹ chặn luôn. Và anh Singum đang bình luận rất là nhiệt tình với vẻ mặt rất là địt con mẹ mày, ngơ ngác và lạnh lùng. Yêu hiểu sao anh ta vẫn có thể bình luận được những câu vãi lồn như thế mặc dù mặt anh rất là lạnh lùng. Địt con mẹ vẫn bình luận được, vẫn đánh được. Để pha băng trụ thứ hai của anh ta tên là Singum và pha này anh ta cẩn thận hơn, sẽ cẩn trọng hơn và anh ta sẽ ăn được mạng thôi. Wow, đã rất cẩn thận, đứng ở gần trụ gây áp lực cho thằng Vega. Thì thằng Vega không biết mình đang làm gì. Sau cái chết địt mẹ lúc đầu của anh ta thì mẹ đang ghê hơn. Đúng là Singum của chúng ta đây. Cũng thằng ghê gớm nhất thế vò. Có một pha ping gì đó. Người ta đi coi mẹ làm cái gì đó ở giữa sông. Làm sao mình có thể giúp được một anh chàng đi làm cái việc gì đó ở giữa sông. Đéo hiểu luôn. Đi coi mẹ mày con chó à. Quay lại đợi đi coi mẹ cả hai thằng mày luôn ấy. Tao bảo là cả hai thằng mày luôn. Chết con mẹ bạn luôn. Tấn công, ép vào ba. Phù này không trả thì mẹ đúng không là người luôn. Rồi đéo ép vào được. Và thì anh ta bị phản công ngay lập tức. Thì mẹ vẫn đéo ngừng bình luận với tụi mình. Mặc dù đi con mẹ, thằng em nó đã bảo là không bình luận nữa, em bị đau ruột rồi. Đang buồn ỉa. Wow. Để có thể tham khảo qua bảng ngọc của mình thì người anh em hãy vào phần mô tả của bảng ngọc, phần mô tả dưới video có bảng ngọc. Thôi lấy cái mạng nhẹ của thằng này luôn, làm nhẹ cái mạng. Bạn ấy đang dùng hết các thứ để chạy. Quá khó cho bạn. Kha'Zix thì chuẩn bị tấn công boss và có một pha phản gay đi từ Zac. Thì mình ở đây mình ăn trộm con Blue khá là dễ dàng. Ở đây thì bạn này đang chăm chỉ farm này, đang rất là chật vật cho những pha farm của mình. Ở đây thì có mình đi ra từ đây và mình bật ngay cho mình tốc độ chạy nhanh lên và thả cái này ra. Anh ta không thể làm gì được mình và đi phải đánh chết luôn anh ta. Một pha ganh từ đằng sau, đéo hiểu sao chết. Đéo hiểu sao bị ganh chết.
Zeke sẽ đập bàn phím và đi mẹ AFK. Anh ta có thể khỏe hơn, tâm lý anh ta vững vàng hơn thì có thể chơi tiếp. Một ông Kha'Zix đi ra đây lò dò và bị hất lại, trói chân, EZ đéo thèm đi đánh hộ luôn. À, cuối cùng bạn đã đi đánh hộ. Đến lượt Kha'Zix đập bàn phím, không biết anh ta có đập bàn phím không. Ta chờ tẹo. Chặn đường về đấy từ mình. Bạn ấy không thể về được. Thêm bạn một bạn phạm vĩ chết nữa. Rồi, game đấu này sắp đi đến hồi kết rồi. Có lẽ mình sẽ post một cái game, hẳn một cái game bình luận này lên cho anh em coi nhá. Cho anh em nào coi lại thì sẽ coi. Đấu này bình luận cũng khá là ổn định, không đến nỗi là quá chán. Không bình luận gì cả, đăng cả game 20 phút ở đây cũng được. Mong em vào, nếu mà đã xem rồi vào like giúp rồi. Nhưng mà lúc nào đăng trận đấu lên. Nhảy vào. Hết được, nhảy chưa? Ok, nhảy. Phải giết thằng này trước, thằng này hay đặt lồng này. Bộ láo ấy. Win game, anh em đừng quên bỏ lại một like và một sub giúp video này của mình nha. Nếu mà cảm thấy xe được thì xe giúp. Nó là một, bỏ lại một like một sub giúp mình là được rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đang cố gắng làm cái gì đó đến từ bạn dây kè. Anh sẽ lùi về sau. Bạn lùi về sau. Lùi về sau xong mất tất cả mẹ rồi. Chán. Đổi lại toàn nỗi đau. Địt con mẹ mày, trước tiên mày địt mẹ ăn tao, mày phải địt bố mày là ai đã. Địt con mẹ ăn được một lần. Địt ăn được một lần thôi con. Bố mày thách mày luôn ấy. Bố mày thách mày luôn. Cũng thằng ghê gớm nhất thế vò. Ban tiếp con này.
ơn người anh em đã góp ý nha. Không nói có vẻ ok đấy. Được cả xấu đấy. Anh thích đánh mấy con tướng mạnh mẽ. Còn mở combat. Yeah, đã thắng rồi. Được đem người tay.